đặc biệt là có bản đồ cảnh báo tốc độ. Khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì nó sẽ cảnh báo chúng ta biết được là khúc đường này chúng ta đi bao nhiêu km là hợp lý. Xin chào anh ơi, đây là chiếc xe Toyota Camry từ đời 2008 thì anh đã nâng cấp lên một bộ màn hình liền cam 360. Hôm nay mình quay lại đây để mọi người xem thử xem nó có đẹp không. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về thiết kế. Đó, thiết kế ở trên chiếc xe này thì nó rất là đẹp và thiết kế là 9 inch. Nó vừa vặn với cái khuôn này luôn. Đó. Màn này thì là cường lực rồi, chắc chắn rồi. Và Android chúng ta sẽ vào mạng này, chúng ta sẽ lướt web, trải nghiệm mọi thứ ở trên này luôn. Đó. Và bây giờ mình sẽ bật cam 360 lên này. Đây, đầu tiên thì cam 360 anh em này. Đây mình xoay cái vệt lốp này. Đó, để cho chúng ta nhìn vào. Thì anh cũng là người lái lâu năm rồi, nhưng mà để trang trí lên chiếc xe nó ngon hơn, mọi thứ có thể vào mạng này. Hiện tại mình đã cắm sim 4G và mình cũng có thể vào mạng này, ra lệnh giọng nói tất cả mọi thứ. Tuy nhiên ở đây thì cái mạng 4G quanh đây đang bị phá sóng em ạ. Đó, thì chúng ta sẽ thực hiện giống như một chiếc điện thoại smartphone thôi. Và trong cái video này thì mình giới thiệu chủ yếu đến cái hệ thống cam 360 trên chiếc xe Toyota Camry này. Đó, để giúp chúng ta tắp lề thì vô cùng an tâm luôn. Hoặc là khi mà chúng ta gài số lùi. Đó. Trong quá trình gài số lùi thì anh em cũng có thể là chạm sang bên phải này, để cho chúng ta bó vỉa vào lề. Đó. Rất là an tâm. Cũng như là chúng ta có thể nghe radio này. Toàn bộ sẽ sử dụng nút cảm ứng ở trên vô lăng này đầy đủ. Đấy, không mất một cái tính năng nào cả luôn. Ngoài ra nữa thì anh em cũng có thể nghe nhạc offline. Khi mà không có mạng thì chúng ta sẽ nghe ở trên này đây. Đó. Đây là nhạc trong USB. Ok, ngoài ra nữa thì chúng ta cũng có video ở trong này này. Đó. Ok. Ở trong này nữa thì toàn bộ là có bản đồ này, Google Map này, tất cả mọi thứ luôn. Không thiếu một tính năng gì, đặc biệt là có bản đồ cảnh báo tốc độ. Khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì nó sẽ cảnh báo chúng ta biết được là khúc đường này chúng ta đi bao nhiêu km là hợp lý. Đó. Thì đây là một cái video ngắn để nói về cái hệ thống mà trên chiếc xe Toyota Camry. Nếu mà anh em cần đến thì có thể lắp những phân khúc khác nhau, ví dụ như Rolex C1 này, hay là C2 này, hay là đây là phiên bản mà liền cam 360 là phiên bản S, thì tầm 9 triệu rưỡi đến 13 triệu đến 15 triệu 8, hoặc là khoảng tầm 20 triệu là có cả 360 all in one luôn. Đó, chúng ta sẽ sử dụng all in one rất là an toàn. Ngoài ra nữa thì cái hệ thống cam 360 này nó còn ghi lại hành trình cả 4 hướng nữa để giúp chúng ta lái xe rất là an toàn. Đó, cảm ơn anh em.